Hello, chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của My. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới mọi người một trải bài với nội dung là bạn đang đi đúng hướng hay chưa? Con đường của bạn đang đi á, liệu đã đúng hướng hay chưa và nó sẽ dẫn bạn tới đâu? Con đường này có thể là con đường về sự nghiệp, công việc, con đường học tập, thi cử hoặc là con đường về tình cảm, về các mối quan hệ đều được. Và hôm nay thì mình sẽ cho mọi người chọn 3 tụ bài dựa theo 3 cuốn sách rất là hay. Cuốn sách đầu tiên á, tương ứng với tụ bài số 1 là cuốn Luật Tâm Thức. Đây là một cuốn sách rất hay mà những bạn nào muốn bắt đầu tìm hiểu về khoa học vũ trụ hoặc là thế giới tâm linh tinh thần thì các bạn có thể là bắt đầu tìm hiểu từ cuốn sách này. Tụ bài số 2 sẽ là cuốn Nghiệp Tình Yêu của tiến sĩ Phật học Michael Roach. Nghe tên là Nghiệp Tình Yêu thôi nhưng mà thực ra cái cuốn sách này á, nó nói về tất cả những cái nghiệp quả trong cuộc sống ấy, cách chúng ta gieo nhân và chúng ta sẽ gặt lại những cái quả như thế nào. Đó, nếu mà các bạn đang muốn thu hút những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mình á, thì hãy đọc cuốn sách này, Nghiệp Tình Yêu. Nó sẽ dạy cho các bạn cái cách để mà chúng ta gieo những nhân lành và nhận lại những cái quả tốt. Tụ số 3 sẽ là cuốn Chữa Lành Ánh Sáng Bản Thể. Đây là một cuốn sách nói về trường năng lượng con người và những cái hệ thống luân xa trong cơ thể chúng ta, cũng như là cái cách mà chúng ta chữa lành và cân bằng năng lượng hệ thống luân xa trong cơ thể. Tuy nhiên thì cuốn sách này hơi khó đọc một chút. Những ai mà đã tìm hiểu về năng lượng, về luân xa, về cơ thể con người một thời gian rồi, có những cái kiến thức nền tảng rồi thì chúng ta đọc cuốn này ấy, thì mới hiểu được. Đó, ok, bây giờ mọi người hãy sử dụng cái cảm nhận của mình xem là mình thích cái tụ bài nào nhất hoặc là dựa vào một trong 3 cuốn sách mà mọi người yêu thích để lựa chọn tụ bài phù hợp với mình nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chọn tụ bài đầu tiên là các bạn đã chọn cái cuốn sách Luật Tâm Thức của Ngô Sa Thạch. Đây là một cuốn sách rất là hay, gọi là nhập môn đi, về khoa học vũ trụ và năng lượng con người và những cái thứ về thế giới tâm linh tinh thần đó. Ok, và với tụ bài số 1 này thì mình lưu ý trước là đây là trải bài chung, cho nên chúng ta hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nha, chỉ đón nhận những thông điệp mà liên quan phù hợp với bản thân mình thôi. Ok, bây giờ mình sẽ xem là các bạn tụ 1 đã đi đúng hướng chưa và con đường này sẽ dẫn các bạn đến đâu. Các bạn tụ 1 có King of Wands. Các bạn có 9 ly. The Hierophant. Sáu ly, The Fool. Các bạn tụ 1 có đang đi đúng hướng chưa? Kết nối năng lượng với các bạn tụ 1. Ok, với các bạn tụ 1 thì mình thấy năng lượng của tụ bài này rất là tốt luôn và các bạn đang được khuyến khích để đi trên cái hành trình này. Còn những bạn nào mà đang còn chần chừ, còn e ngại, chưa dám bước đi trên cái hành trình này ấy, thì đây đã là lúc mà các bạn nên gạt bỏ tất cả những cái e ngại, những cái do dự chần chừ của mình sang một bên để mà nắm bắt lấy cơ hội và bắt đầu cái hành trình này ngay nhá. Bởi vì á, vũ trụ khuyên bạn rằng là đã đến lúc rồi, đã đúng thời điểm rồi đấy, hãy bắt đầu bước đi đi. Mình thấy rằng là khi mà các bạn bước đi trên cái hành trình này đó, dù là hành trình về công việc, sự nghiệp, học tập hay là tình cảm nhá, thì mình thấy nó đều mang đến một cái tương lai rất là tươi sáng, rất là sáng sủa ấy. Tất cả các lá bài đều là những lá bài tốt, có màu sắc rất là tươi sáng. Thứ nhất ấy, mình thấy rằng là các bạn sẽ gặt hái được một cái thành quả gì đó ở trong tương lai ấy, một cái tình huống mà khiến cho các bạn rất là vui vẻ này, hài lòng, thỏa mãn, thoải mái, cảm thấy đầy đủ ở đây ấy. Đây có thể là một cái kết quả về mặt tình cảm nếu như các bạn đang muốn phát triển một mối quan hệ nào đó với một ai đó. Còn nếu như các bạn đang muốn theo đuổi về sự nghiệp, công việc, tài chính, học tập thì nó cũng sẽ mang tới những cái kết quả khiến cho bạn cảm thấy rất là đầy đủ, rất là thỏa mãn, kiểu đạt đúng cái kỳ vọng của bản thân á. Và mình thấy rằng ấy, trong tương lai ấy, các bạn sẽ được gặp gỡ với rất nhiều người mà họ mang một cái năng lượng rất là tốt. Họ là những người chững chạc, trưởng thành này. Họ
rất là quyết đoán, họ biết kiểm soát bản thân mình, họ biết được lúc nào nên làm gì, lúc nào không nên làm gì, và họ sẽ hướng dẫn, họ sẽ dẫn dắt cho bạn trên cái hành trình này ấy. Các bạn sẽ học được rất là nhiều điều từ họ, hoặc chính các bạn khi mà các bạn bước đi trên cái hành trình này á, thì dần dần các bạn cũng sẽ trở thành một người như vậy. Các bạn sẽ học hỏi được rất là nhiều thứ nhá. Cái hành trình sắp tới đây của các bạn ấy, nó sẽ dạy cho các bạn rất nhiều thứ. Và đây là những cái kiến thức mà nó thực sự quan trọng ấy. Nó giúp cho các bạn sẽ đầu tiên là phát triển được cả về mặt kiến thức, nhận thức, chuyên môn nhá. Nếu như bạn nào mà phát triển về công việc, sự nghiệp ấy, thì các bạn sẽ được đi học. Có thể là các bạn sẽ được đi học này, được tài trợ tiền để tham dự những cái khóa học mới, hoặc là thậm chí là đi du học nước ngoài cũng có nữa, và sẽ học được những cái kiến thức rất là bài bản, giúp cho các bạn phát triển được về mặt chuyên môn, kỹ năng và có cái cơ hội thăng tiến ở trong sự nghiệp. Hoặc ấy, là chính các bạn ấy cũng sẽ phát triển rất là tốt và trở thành một cái người chín chắn, chững chạc, trưởng thành, có thể là nắm giữ những cái vị trí lãnh đạo cốt cán ở trong công ty nữa. Mình thấy rất có khả năng đó ở đây. Hoặc nếu không phải bạn ấy thì các bạn cũng sẽ gặp được những cái người mà họ có những cái vị trí cao ở trong công việc, ở trong cuộc sống ấy, và họ sẽ dẫn dắt, họ sẽ hướng dẫn cho các bạn, họ sẽ chỉ cho các bạn biết từng đường đi nước bước để có thể mà phát triển tốt nhất ở trong cái hành trình này. Cho nên là ấy, các bạn cứ mạnh dạn mà bước đi trên cái con đường này thôi. Các bạn có bất kỳ một cái dự định nào ấy, thì đây chính là cái lúc mà chúng ta hãy bắt đầu. Đã đến thời điểm chúng ta gạt bỏ mọi cái sự do dự, mọi cái sự băn khoăn phân vân để mà nắm bắt lấy cái cơ hội rồi. Vũ trụ nói rằng là đã đến đúng lúc rồi đấy, thời điểm đã đến rồi đấy. Hãy tự tin lên. Có thể là bây giờ ấy, những cái mà bạn bắt đầu bước vào ấy, nó còn khá là mới. Các bạn còn khá là mông lung, không biết là liệu mình sẽ đi được đến đâu, liệu mình có gặp phải chuyện gì không, liệu mọi thứ nó có suôn sẻ hay không. Mọi thứ mình thấy ở đây là một cái trải nghiệm rất mới, dù cho đó là về tình cảm hay là về công việc sự nghiệp. Nhưng mà đừng lo, hãy cứ bước đi thôi. Đến đâu ấy, vũ trụ sẽ gửi cho các bạn những cái người để mà trợ giúp, đồng hành và chỉ dẫn cho bạn đến đấy. Mình cảm nhận được ấy, có thể đấy, như mình nói, hoặc là chính các bạn qua cái hành trình này, các bạn sẽ trở thành một người vững vàng trong cuộc sống, quyết đoán, một người mà tự tin, bản lĩnh để nắm giữ được những cái thành công và học tập được rất nhiều điều. Hoặc nếu không ấy, thì các bạn cũng sẽ gặp được những người mà họ rất là giỏi, họ rất là vững vàng, có chỗ đứng trong cuộc sống rồi, và họ sẽ hướng dẫn các bạn. Nếu như các bạn muốn phát triển cái con đường này là một mối quan hệ tình cảm đi, thì mình cũng thấy rằng bạn sẽ gặp được một người mà họ rất giỏi, họ rất vững vàng trong cuộc sống. Họ sẽ mang lại cho bạn cái cảm giác là an toàn, yên bình, có thể tin cậy được. Và cái tình cảm mà họ dành cho bạn ấy, nó cũng rất là chân thành, nó rất là thuần khiết, nó không hề có một cái gì gọi là vụ lợi ở đây cả đâu. Và người ta sẽ trao, chủ động trao cái tình cảm đấy cho bạn một cách rất là dịu dàng, đằm thắm, khiến cho các bạn cảm giác như là được chữa lành ấy. Dù là trong quá khứ các bạn đã trải qua những cái chuyện gì, các bạn có nỗi buồn hay là tổn thương như thế nào ấy, thì mình thấy đây đã là cái lúc mà chúng ta nên giải phóng tất cả rồi, quá khứ để lại sau lưng đi và bước vào một cái hành trình mới đi. Bởi vì là trong tương lai ấy, trong cái hành trình này ấy, các bạn sẽ được chữa lành, các bạn sẽ được tìm thấy những cái tình yêu, những cái niềm vui, những cái cảm giác hạnh phúc như là kiểu mình được sống lại một lần của cái cảm xúc trẻ thơ ở bên trong mình ấy. Tất cả nó sẽ được xoa dịu, được chữa lành. Nếu như các bạn ở trong một cái mối quan hệ tình cảm với một ai đó, thì rất có thể là họ là cái người mà có cái tình yêu rất là chân thành, rất là thuần khiết, và họ sẽ đến để xoa dịu giúp bạn. Còn nếu đây không phải là một cái hành trình về tình cảm mà các bạn đang muốn phát triển về sự nghiệp, đang muốn thay đổi con người mình ấy, thì sau cái hành trình này này, khi mà các bạn đủ vững vàng hơn này, các bạn học tập được nhiều thứ hơn này, các bạn kiểu là phát triển bản thân mình hơn cả về nhận thức, cả về tinh thần, cả về lý trí, cảm xúc, tất cả mọi thứ, thì các bạn sẽ trở thành một người mà tự chữa lành được cho tất cả những cái băn khoăn, những cái nỗi buồn, những cái tổn thương ở trong quá khứ cho chính bản thân mình. Mình thấy một cái kết quả rất là viên mãn. Đây, các bạn nhìn này. Hình ảnh một người đàn ông ngồi trước chín cái ly, đại diện cho một cái sự gọi là tràn đầy về mặt cảm xúc, và vẻ mặt của anh ta thì rất là thoải mái, rất là thỏa mãn luôn ấy. Thỏa mãn với tất cả những gì mà anh ta có. Cho nên là hãy tự tin bước đi nhá. Mình thấy cái năng lượng học tập ở trong trải bài này cũng rất là nhiều á. Có thể trong cái hành trình này ấy, bởi vì nó mới mà, có thể các bạn sẽ bước vào một cái công việc, một cái lĩnh vực sự nghiệp mới tinh, hoặc là học những cái thứ mà nó mới,
mà trước giờ bạn chưa từng học, bạn chưa từng biết đến, hoặc là bước vào một cái mối quan hệ tình cảm với một người mà họ mang lại cho bạn những cái trải nghiệm mới hoàn toàn ấy. Cho nên trong cái hành trình này ấy, bạn sẽ được học rất nhiều thứ. Mình cũng cảm nhận được ở đây ấy, một cái năng lượng của tâm linh tinh thần, của những cái gì liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, đức tin, văn hóa truyền thống ở đây. Thì có thể là các bạn tụ một là những người mang năng lượng như vậy, tức là các bạn có một cái đức tin nào đó, các bạn có một cái tín ngưỡng, một cái văn hóa truyền thống, hoặc các bạn là một người rất thích tìm hiểu về văn hóa truyền thống, thì đây cũng là một cái điểm rất là tốt. Mình cảm nhận rằng ấy, hiện tại ấy, cái năng lượng của các bạn tụ một cũng đã đang đi lên rồi, đang được upgrade, đang được nâng cao lên. Và đấy, sở dĩ tại sao lại có cái năng lượng về tâm linh tinh thần, đức tin ở đây, thì mình cảm thấy là có thể ở hiện tại ấy, các bạn cũng đang được kết nối rồi, các bạn đang có những cái duyên, những cái mối duyên, những cái cơ hội, những cái gọi là thời điểm nó đến để các bạn bắt đầu bước vào một cái hành trình tỉnh thức về mặt tinh thần và tâm linh. Tỉnh thức ở đây ấy, không hẳn là chúng ta phải trở thành một cái gì có thần thông hay là kết nối với siêu nhiên thì mới gọi là tỉnh thức đâu. Tỉnh thức chỉ đơn giản là khi mà cái quan điểm sống của chúng ta nó thay đổi, cái cách mà chúng ta nhìn nhận thế giới này nó thay đổi. Chúng ta trở nên vững vàng, an yên hơn ở trong chính nội tâm của mình ấy, chúng ta nhìn tất cả cuộc sống này với cái con mắt của cái tình yêu thương, của cái sự thấu hiểu, hiểu biết, vượt lên trên khỏi những cái thứ gọi là nhân tình thế thái, mắt thấy tai nghe, chúng ta nhìn được với một cái con mắt nó sâu xa hơn, cái bức tranh toàn cảnh hơn, thì đấy chính là khi tỉnh thức. Cho nên mình thấy rằng là qua những cái trải nghiệm ở trong quá khứ hoặc là cái hành trình tương lai này ấy, thì các bạn tụ một sẽ có được cái sự tỉnh thức như vậy, tức là các bạn sẽ mở rộng được cái tầm nhìn này, mở rộng được cái sự hiểu biết, các bạn sẽ nhìn nhận thế giới, nhìn nhận những cái sự việc đến với mình ấy một cách khách quan hơn, một cách thấu hiểu, sáng suốt hơn. Các bạn không còn để cho bản thân bị chi phối, bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những cái nguồn năng lượng nhiễu loạn ở trong cái xã hội vật chất này nữa. Cho nên là ấy, như trong những cái video trước mình từng nói ấy, để mà có thể tỉnh thức được thì chúng ta cần làm gì? Chúng ta không không phải là cứ hướng ra bên ngoài, tìm kiếm những cái thứ ở bên ngoài, hay là tìm kiếm những cái lời khuyên ở bên ngoài mà có thể tỉnh thức được. Tỉnh thức là cái hành trình một mình, cái hành trình mà chúng ta cần phải đi lại vào bên trong chúng ta, kết nối lại với con người bên trong chúng ta. Thì khi đó chúng ta mới có thể là khai phá ra được những cái sức mạnh kỳ diệu đang ẩn giấu ở bên trong mình, và lắng nghe được những cái tiếng nói từ trực giác của mình ấy. Cái lá The Hierophant ấy, nó cũng đại diện cho cái sức mạnh của trí tuệ, của tiềm thức, những cái kho tàng kiến thức mà đã nằm sẵn ở bên trong mỗi con người. Cho nên là trong thời gian tới nhá, các bạn cứ tự tin bước trên cái hành trình mới thôi. Bởi vì khi mà các bạn dành những cái thời gian cho bản thân mình nhiều hơn để tự đặt ra những cái câu hỏi cho chính mình ấy, không phải là đi tìm lời khuyên của người khác nữa đâu, mà là tự mình hỏi chính mình đi, thì rất có thể là các bạn cũng sẽ kết nối lại được với cái kho tàng tri thức có sẵn ở bên trong bạn, và khi đó thì các bạn sẽ tự tìm ra được những cái câu trả lời phù hợp nhất, đúng đắn nhất cho chính bản thân mình. Bạn sẽ là người dẫn đường tốt nhất cho chính bản thân bạn trong cái hành trình này. Và mình thấy ở đây là ấy, các bạn đang được dẫn dắt bởi những vị thần. Dù các bạn có đức tin hay không ấy, thì mỗi con người chúng ta đến đây đều có những cái đội ngũ gia đình tâm linh, những cái linh hồn tri kỷ, linh hồn gọi là trong bộ tộc linh hồn của chúng ta, trong gia đình linh hồn chúng ta ấy, luôn luôn đi theo, gắn kết với chúng ta và hỗ trợ chúng ta. Thì trong cái giai đoạn này ấy, các bạn cũng đang được bảo vệ bởi cái gia đình linh hồn các bạn rất là nhiều, họ đang đi theo và hướng dẫn cho bạn. Nếu các bạn có đức tin ấy, thì các bạn hãy thường xuyên kết nối lại, cầu xin cái sự chỉ dẫn, cái sự gọi là hộ trì, giúp đỡ của những cái vị thần, vị Phật trong cái đức tin của bạn. Họ sẽ lắng nghe và họ sẽ gửi những cái thông điệp đến cho bạn trong cái thời gian này. Mình thấy rằng các bạn tụ một có rất nhiều những cái giá trị tiềm ẩn ở bên trong các bạn nhé. Có thể là ở hiện tại ấy, bạn chưa nhìn ra được cái giá trị của bản thân mình, hoặc là các bạn còn đang ở trong một cái môi trường mà nó hơi bị gò bó, nó hơi thiếu cái tính sáng tạo, nó hơi nhiều nội quy quy định, nó hơi nhiều những cái thứ gọi là tập tục, phong cách lề lối, những cái mà nó trong vô thức ấy, nó ràng buộc mọi người, và mọi người trong cái cộng đồng của bạn ấy cũng đang tuân theo nó một cách vô thức từ trước tới nay, và cái điều này nó chi phối lên bạn
từ trước tới nay, cho nên nó tạo thành một cái mindset, một cái tư duy của các bạn rằng là các bạn ngại khác biệt, các bạn ngại thể hiện bản thân, các bạn ngại có những cái con đường hay là có những cái lối đi riêng cho mình, bởi vì là có thể là các bạn sợ bị đánh giá đấy, sợ bị những cái phán xét từ người khác, hoặc là các bạn cảm thấy sợ cái sự lạc lõng, lạc loài một mình ấy. Tuy nhiên, mình nhận thấy rằng là các bạn có những cái giá trị riêng. Chúng ta vẫn ở trong cộng đồng, như mình nói rồi, chúng ta vẫn hòa hợp với tất cả mọi người, không đến cái mức là quá là tách mình ra khỏi tập thể. Tuy nhiên, vũ trụ đang kêu gọi các bạn là đừng vặn nhỏ ánh sáng của mình xuống để hòa hợp với tất cả những cái thứ khác, đặc biệt là những cái thứ mà nó khiến cho các bạn cảm thấy không là chính mình, cảm thấy bị gò bó, bị đánh mất bản thân mình ấy. Các bạn có những tiếng nói riêng, các bạn có quan điểm riêng, giá trị riêng. Các bạn hãy cứ tự tin vào chính bản thân mình đi để mà tỏa sáng cái giá trị của mình. Miễn là cái giá trị đó nó mang lại lợi ích cho người khác, hoặc là nó không làm tổn hại đến ai cả. Nó là cái phong cách riêng của bạn, nó là cái mà bạn cảm thấy hạnh phúc và thoải mái khi bạn được sống với nó. Vậy thì tại sao các bạn lại vặn nhỏ cái ánh sáng của mình lại, thu hẹp cái giá trị của mình lại để làm vừa lòng người khác làm gì? Chúng ta không thể làm vừa lòng được tất cả mọi người cả. Chúng ta hãy cứ sống đúng, hãy sống tốt, sống yêu thương, sống chan hòa với mọi người, nhưng cũng đừng ngần ngại mà thể hiện cái tiếng nói, thể hiện cái giá trị, cái tài năng, cái ánh sáng của các bạn ra. Bởi vì là ấy, ở hiện tại ấy, khi mà bạn chưa tỏa sáng bản thân mình, chưa tự tin vào chính mình, thì có thể các bạn nghĩ rằng là, thậm chí nhiều bạn còn nghĩ rằng là mình không có tài năng gì, hoặc là kiểu tự ti vào bản thân ấy. Nhưng một khi ấy, các bạn bắt đầu tự tin hơn, các bạn bắt đầu cho phép bản thân được tự do khám phá và làm những điều mình thích ấy, các bạn sẽ phải ngạc nhiên, phải sửng sốt. Bởi vì ấy, các bạn sẽ nhận ra được là ồ, hóa ra bản thân mình có quá nhiều điều kỳ diệu mà trước giờ mình chưa hề nhận ra. Cho nên đây chính là cái lúc các bạn đang được kêu gọi để giải phóng tất cả những cái sợ hãi, tất cả những cái ràng buộc trước đây, tất cả những cái khiến cho các bạn bị gò ép, không được là chính mình. Hãy giải phóng nó đi và bước vào cái hành trình này. Đây này, cái lá bài này: It's time to stop procrastinating. Đã đến cái lúc mà chấm dứt cái sự trì hoãn rồi. Tức là sao? Đã đến cái lúc phải hành động rồi. Tất cả những kế hoạch, những cái giải pháp, những cái sự thịnh vượng và đầy đủ bạn muốn tìm kiếm ấy, nó đều yêu cầu cái hành động của các bạn. Hãy gạt bỏ tất cả những cái phân vân do dự khiến cho bạn trì hoãn đi. Các bạn trì hoãn như thế là đủ rồi đấy. Hãy tin tưởng bản thân mình đi, bạn hoàn toàn có thể làm được. Đó, cái sự trì hoãn của bạn ấy, thực ra nó chỉ đến từ cái nỗi sợ ở bên trong bạn thôi. Có thể là nỗi sợ bị đánh giá, bị nhìn, bị phán xét bởi người khác. Nỗi sợ rằng mình không đủ tốt, không đủ giỏi. Nỗi sợ rằng mình không làm được. Nhưng mà đó chỉ là những cái nỗi sợ vô hình của bạn, chứ nó không phải là thực tế, nó không phải là con người bạn. Cho nên hãy giải phóng những cái nỗi sợ đấy đi, tin tưởng vào bản thân hơn. Đấy, các bạn đang được ủng hộ, các bạn đang được trợ giúp để mà có thể làm hoàn thành tất cả những gì các bạn mong muốn. Cho nên đã đến cái lúc mà giải phóng và bắt tay vào hành động nha. Chỉ có duy nhất một điều ở đây mà mình lưu ý là ấy, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta vội vàng lao vào cái hành trình này. Chúng ta nên cân bằng được tất cả mọi thứ. Mình giải phóng nỗi sợ đúng không? Để mà mình bước vào một hành trình mới, mình cho mình thử những cái cơ hội, thử những cái trải nghiệm mới. Nhưng mình cũng cần phải cẩn trọng, bởi vì trong một cái hành trình ấy, nó không phải là sẽ suôn sẻ từ đầu đến cuối. Vũ trụ sẽ mang đến cho bạn nhiều thử thách, nhiều những cái khó khăn, để từ đó các bạn học tập được nhiều thứ, cũng như là kiểm tra xem là cái trình độ, cái năng lực, cái năng lượng của các bạn nó đã đến đâu rồi. Cho nên là trước những cái khó khăn như vậy ấy, thì chúng ta cần phải bình tĩnh, chậm rãi thôi và cẩn trọng. Mình cũng cảm nhận được ở đây một cái năng lượng khá là chủ quan. Có thể sau khi mà các bạn đạt được một số những cái thành tựu nhất định gì đó, các bạn sẽ cảm thấy là thỏa mãn rồi, thế là đầy đủ rồi, thế là mình có thể chủ quan được rồi. Nhưng vũ trụ khuyên rằng là nếu có những cái thành tựu ấy, thì cũng hãy đừng chủ quan nha, hãy vẫn nên cẩn thận, chậm rãi bước tiếp hành trình. Bởi vì cái hành trình này của bạn nó sẽ khá là dài đấy, các bạn sẽ phải học rất là nhiều thứ đấy. Cho nên đừng vội nghĩ rằng là mọi thứ đến đấy là đủ rồi nha. Hãy cứ mở lòng, hãy cứ cởi mở đầu óc tâm hồn ra để học tập nhiều hơn. Bạn càng khám phá nhiều hơn, càng học nhiều hơn, những gì bạn đạt được nó sẽ càng nhiều hơn, nhiều hơn cái mức bạn mong đợi rất là nhiều đấy. Đôi lúc ấy, trong cái hành trình này, nếu mà có cảm thấy mệt mỏi quá thì cũng hãy cho bản thân một chút thời gian để nghỉ ngơi.
không cần thiết là phải đi quá nhanh, không cần phải tự tạo ra áp lực cho chính bản thân mình nha. Hãy đi với cái tốc độ của riêng bạn. Vũ trụ không hề có thúc ép bạn rằng là con phải đi nhanh hay là con phải mau mau chóng chóng hoàn thành cái hành trình này. Không, vũ trụ đang cho bạn cái tốc độ đi riêng. Các bạn có thể đi chậm, thi thoảng các bạn có thể nghỉ một chút, nhìn thấy cảnh vật đẹp đẽ hai bên đường, có thể dừng một chút để mà thưởng thức. Cuộc sống này là một hành trình chứ không phải là một đích đến mà chúng ta phải vội vội vàng vàng đi qua nó làm gì cả. Cho nên là với cái câu hỏi là bạn đang đi đúng đường chưa ấy, thì các bạn tụ một với cái năng lượng này, mình thấy là các bạn đã đi đúng đường rồi. Và nếu các bạn chưa dám bước đi trên hành trình này thì đây là lúc các bạn đang được kêu gọi để mà bắt đầu bước những bước chân đầu tiên rồi. Các bạn sẽ nhận được những cái sự dẫn dắt, có người hỗ trợ cho các bạn, và các bạn sẽ nhận được những cái thành quả tốt. Ok, thì đó chính là thông điệp dành cho các bạn tụ 1. Cảm ơn các bạn tụ 1 rất là nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn tụ 2. Các bạn đã chọn cuốn sách Nghiệp Tình Yêu của tiến sĩ Phật học Michael Roach. Đây là một cuốn sách rất là hay về những cái cách mà chúng ta gieo nhân ở trong cuộc sống để mà thu hoạch được những cái quả ngọt. Tức là các bạn muốn thu hút những điều tốt đẹp trong cuộc sống ấy, thì cái cách để mà chúng ta gieo nhân như thế nào, chúng ta làm những cái hành động gì, làm những cái việc tốt gì để đạt được những điều chúng ta mong muốn, thì trong cái cuốn sách này ấy, tiến sĩ Michael Roach đã hướng dẫn một cách rất là cụ thể và ân cần bằng tất cả những cái tình yêu của thầy dành cho tất cả mọi người ấy. Đọc cuốn sách này, các bạn không những là biết thêm những cái kiến thức mới mà các bạn còn cảm thấy như được xoa dịu, được chữa lành, được vỗ về an ủi rất là nhiều ấy. Cho nên nếu như các bạn nào đang bắt đầu trên cái hành trình chữa lành này, thức tỉnh tâm linh, tìm hiểu về tâm linh tinh thần, hoặc là muốn có được một cái cách sống nó tốt hơn, đẹp hơn ấy, thì các bạn nên đọc cuốn sách này nha. Ok, với tụ 2 thì mình cũng lưu ý là đây là trải bài chung, cho nên chúng ta hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở, chỉ đón nhận những thông điệp nào mà nó phù hợp với bản thân mình. Ok, mình sẽ xem là các bạn tụ 2 đã đi đúng đường hay chưa. Các bạn có 10 xu kết nối năng lượng với tụ 2. Các bạn có 3 ly. Các bạn có Death, The Chariot. Các bạn có 8 xu. Wow. Kết nối với các bạn có 2. Yes. Ok. Đối với các bạn tụ 2 ấy, thì mình cảm thấy rằng là có thể là các bạn vừa mới trải qua một cái bước ngoặt nào đó trong cuộc sống, một cái cột mốc nào đó, một sự thay đổi. Các bạn vừa mới chấm dứt một cái tình huống, một cái hoàn cảnh nào đó cũ và bước sang một cái chu kỳ mới, một hành trình mới. Có thể là các bạn vừa mới kết thúc một mối quan hệ, hoặc là bạn mới thay đổi một cái quan điểm nào đó, hoặc là thay đổi sự nghiệp. Nói chung mình nhìn thấy một cái sự thay đổi ở đây. Còn nếu như chưa ấy, thì có thể ở hiện tại hoặc trong tương lai, sớm thôi, các bạn sẽ gặp phải một cái tình huống nào đó khiến cho các bạn nhận thấy rằng là những cái hoàn cảnh cũ của mình này, những cái mối quan hệ cũ này, những cái điều mà mình vẫn làm từ trước tới nay ấy, nó không còn phù hợp nữa. Và đã đến lúc mà các bạn nhận ra rằng là bản thân mình nên thay đổi, mình nên chấm dứt, kết thúc một vài cái điều gì đó để bắt đầu một cái mới. Mình cảm nhận ở đây một cái năng lượng của một cái sự chuyển hóa, một cái sự thay đổi. Cho nên là chắc chắn là trong cái quá trình chuyển hóa, thay đổi đó, nó như là cái việc mà một cái con côn trùng ấy, một con bướm ấy, nó lột xác ấy, nó lột xác từ cái kén để trở thành một cái con bướm trưởng thành ấy, thì cái quá trình đấy nó sẽ có những cái sự đau đớn. Cũng như bạn ấy, có thể là vừa rồi, hoặc là ở hiện tại, hoặc là sắp tới, các bạn cũng sẽ trải qua một cái chu kỳ lột xác. Các bạn sẽ có những cái sự đau đớn, sự tổn thương, hoặc là trải qua một vài những cái tình huống mà bản thân mình thì lưu luyến này, tiếc nuối này, không muốn rời đi này, nhưng mà cái hoàn cảnh nó bắt buộc. Các bạn nhận thấy rằng cái tình huống cũ đấy, cái mối quan hệ cũ đấy, cái công việc cũ đấy nó không còn phù hợp nữa và đã đến lúc phải rời đi rồi. Thì nó sẽ có lưu luyến, nó sẽ có buồn, tiếc, thương ở đấy, nhưng mà các bạn vẫn sẽ lựa chọn là hành động, thay đổi, rời đi để mà làm mới lại cuộc sống của mình. Và đây là một cái điều tốt nha, bởi vì sau cái cuộc lột xác này ấy, sau cái sự thay đổi này ấy, các bạn sẽ trở thành một cái phiên bản tốt hơn. Và mình nói rồi, những cái điều mà nó không còn phù hợp nữa thì chúng ta nên để cho nó đi, để làm sạch lại cái năng lượng của bản thân, để làm rỗng lại cái bình chứa này, để đón nhận những cái điều mới phù hợp hơn, tốt đẹp hơn sẽ tới các bạn trong tương lai. Cho nên là sau cái sự
thay đổi này nhá, sau cái cuộc lột xác này của các bạn tụ hai, các bạn sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn rất nhiều, các bạn sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn, các bạn cũng sẽ gặt hái được những cái sự thịnh vượng đầy đủ hơn trong cuộc sống này, tinh thần cũng tốt hơn, vui vẻ hơn, và những cái điều tốt đẹp nó cũng sẽ tới với các bạn sau cái thời kỳ này. Cho nên cứ yên tâm, nếu như hiện tại các bạn đang trải qua những cái hoàn cảnh khá là khó khăn đi chẳng hạn, các bạn vừa mới chấm dứt một mối quan hệ cũ, vừa mới thay đổi công việc, thay đổi chỗ ở, hoặc là phải thay đổi, buộc phải chấm dứt một cái tình huống nào đó để bước sang một cái hành trình mới ấy, thì cũng hãy cứ lạc quan, tin tưởng lên, bởi vì sắp tới mọi thứ nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Mình nhận thấy ấy, cái hành trình của các bạn sắp tới ấy, nó sẽ là những hành trình rất là vui vẻ, rất là đầy đủ và sung túc này. Các bạn sẽ gặt hái được những cái thành quả trong cuộc sống nhá. Và những cái thành quả này ấy, nó không chỉ là mang lại niềm vui hay là vật chất tài chính nhất thời đâu, mà nó là những cái thành quả rất là vững chắc, rất là ổn định, khiến cho các bạn cảm thấy rằng có cái sự chắc chắn ở đây ấy. Thậm chí là mình nhìn thấy sắp tới có một số bạn ở đây sẽ có năng lượng là lập gia đình, hoặc là cái chuyện về gia đạo, gia đình của các bạn ấy nó cũng sẽ rất là ổn thỏa. Mình nhận thấy ở đây có một cái sự chúc tụng vui mừng nào đó, có thể là các bạn sẽ đạt được một cái thành tựu nào đó trong cuộc sống, và các bạn sẽ dành cái thời gian để mà có những cái buổi ăn mừng, những cái buổi liên hoan với những người thân, với những người bạn bè của mình hoặc là gia đình của mình. Mình nhận thấy ở đây một cái năng lượng của bạn bè, của gia đình, của những người thương yêu rất là nhiều ấy. Có thể sắp tới các bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội để mà gắn bó với gia đình. Cái chuyện gia đình, cái chuyện bạn bè, các mối quan hệ của các bạn trong thời gian tới nó cũng sẽ rất là tốt. Mình nhìn nhận được ở năng lượng của tụ hai ấy là các bạn rất là quyết tâm, là những người rất quyết tâm đạt được những cái mục tiêu trong cuộc sống. Một khi các bạn đã xét ra những kế hoạch, cái mục tiêu gì ấy, thì các bạn sẽ rất là quyết tâm và kiên trì để mà đi đến cùng một cái hành trình đó, đạt được những cái mục tiêu của các bạn thì thôi. Dù có những cái trở ngại, những cái chướng ngại vật gì ở trên đường các bạn ấy, thì với cái sự tỉ mỉ này, với cái nhiệt huyết, với cái sự quyết tâm của các bạn ấy, các bạn cũng sẽ loại bỏ hết tất cả những chướng ngại vật để mà đạt được đến cái đích của mình. Cho nên là sắp tới ấy, các bạn sẽ có được những cái thành tựu trong cuộc sống xứng đáng với công sức các bạn bỏ ra. Tuy nhiên, ở đây mình chỉ nhận thấy một cái năng lượng rằng ấy, sau cái sự thay đổi này, sau cái bước ngoặt này nhá, khi các bạn bắt đầu bước vào một hành trình mới ấy, thì có thể là chúng ta hãy khởi động một cách chậm rãi thôi, không cần thiết là phải quá nôn nóng, đừng đi quá nhanh quá vội. Bởi vì ấy, khi mà chúng ta đi quá nhanh quá vội ấy, thì chúng ta sẽ không còn nhìn thấy được là hai bên đường nó có những cái gì. Đôi khi ấy, hai bên đường nó có những cái thứ rất là đẹp đẽ, cũng như là cuộc sống này ấy, mang tới cho chúng ta rất nhiều những cái cơ hội, rất nhiều những cái sự hỗ trợ, trợ giúp, rất nhiều những điều tốt đẹp. Nhưng nếu chúng ta đi quá vội, quá nhanh ấy, thì chúng ta sẽ bỏ lỡ đi rất nhiều những cái cơ hội khác. Cho nên là vũ trụ cũng khuyên rằng ấy, khi mà bước vào hành trình mới này, thì các bạn tụ hai hãy cứ hào hứng thôi, hãy cứ tràn đầy sức sống và nhiệt huyết như vậy. Tuy nhiên đừng đi quá nhanh, hãy học cái cách là cân bằng nữa, cân bằng giữa công việc với cuộc sống này, cân bằng giữa các mối quan hệ, cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Nói chung là cân bằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống, và chú ý đến cả sức khỏe của bản thân nữa. Khi mà chúng ta cân bằng được mọi thứ như vậy ấy, thì cái thành quả của nó mới là đường dài, mới là những cái thành quả vững bền ở đây. Còn nếu như mà chúng ta chỉ chăm làm sao để đạt nhanh được một cái thành quả nào đó, thì có thể là chúng ta sẽ phải đánh đổi tất cả những thứ còn lại. Như kiểu là có nhiều người họ chăm chú dành 120% cho sự nghiệp đi, họ nhanh muốn đạt được những thành quả trong công việc, trong sự nghiệp, nhưng họ lại đánh đổi đi mất sức khỏe, họ đánh đổi đi mất gia đình, họ đánh đổi những mối quan hệ thân tình. Thì đó là những cái thành quả mà theo mình đánh giá nó sẽ không phải là những thành quả bền vững. Mình thấy rằng với các bạn tụ hai ấy, nó sẽ là những cái thành quả rất là bền vững cơ. Nó khiến cho các bạn có cả những cái mối quan hệ tốt đẹp này, gia đình các bạn cũng rất là êm ấm, vững bền, hòa thuận này, và có cả thành tựu về mặt vật chất tài chính nữa cơ. Cho nên là đừng quá là nóng vội nhá. Đấy, cái niềm vui, cái thành công nó đến với các bạn ấy, nó cũng sẽ đến một cách từ từ, đến một cách chậm rãi. Các bạn có nhìn thấy anh này không? Anh ta đang ngồi đục đẽo một cái đồng xu đúng không? Anh ta đục được 5 đồng, 6 đồng rồi, và bây giờ là đục đẽo cái đồng xu cuối cùng. Cái thành quả của các bạn ấy, nó còn cần thêm cái sự kiên nhẫn nữa. Hãy cứ tỉ mỉ, hãy cứ chăm chút cho cái hành trình này đi, các bạn sẽ nhận được những cái thành quả xứng đáng. Tuy nhiên đừng quá là nóng vội, bởi vì nó sẽ không thể nào mà đến trong ngày 1, ngày 2 được đâu. Mình cảm nhận rằng là
Các bạn tụ hai có thể là hiện tại hoặc sắp tới ấy, các bạn cũng sẽ làm những cái công việc mà liên quan đến cái độ chính xác, cái độ tỉ mỉ, cái độ chăm chỉ ấy. Ví dụ như là công việc về sổ sách giấy tờ, công việc về tài chính, kế toán, hồ sơ thủ tục hành chính, hoặc là những cái công việc mà làm đẹp, những cái mà nó cần phải sự tỉ mỉ, ví dụ như là làm nail này, ví dụ như là trang điểm make up à, hay là kiến trúc, hội họa, điêu khắc, tất cả những cái thứ mà nó cần phải dùng đến cái sự tỉ mỉ, chăm chỉ, cẩn thận ấy, chứ không phải là hời hợt qua loa mà có thể là xong được đâu. Đấy, các bạn càng chăm chỉ tỉ mẩn bao nhiêu trong công việc nhá, kể cả trong mối quan hệ cũng thế, các bạn càng dành nhiều tâm huyết, nhiều tình cảm của mình đặt vào cái hành trình đó, cái thứ mà các bạn đang muốn theo đuổi ấy, các bạn sẽ càng có được những cái thành quả nó tốt đẹp hơn. Nói chung với các bạn tụ hai thì mình thấy năng lượng cũng rất là tốt. Có thể là ở hiện tại hoặc là sắp tới hoặc là vừa rồi có một chút những cái sự thay đổi trong cuộc sống của các bạn, mà phần lớn là do các bạn tự chủ động nhìn ra được là bản thân đã đến lúc cần thay đổi để trở nên tốt hơn rồi. Cho nên là có thể qua quá trình lột xác đấy thì có một chút đau đớn, có một chút khó chịu về mặt tinh thần thôi. Nhưng mà không sao cả. Sau cái hành trình đó các bạn sẽ trưởng thành hơn, các bạn sẽ nhận được những cái thứ tốt đẹp hơn rất là nhiều. Cái năng lượng trong tương lai nó rất là tốt. Ở đây ấy, vũ trụ đã say yes với các bạn rồi. Cho nên hãy tự tin lên để mà nói rằng là tụ hai có đang đi đúng đường hay không ấy, thì là yes, vũ trụ nói rằng là yes, đúng đường rồi, hãy cố gắng lên. Những cái mà các bạn rời đi, các bạn thay đổi, các bạn làm mới lại ấy, nó hoàn toàn là đúng nha. Nó sẽ mang đến cho các bạn những cái điều rất là tuyệt vời ở trong tương lai. Cho nên là nếu có khó khăn một chút ấy, thì hãy cố gắng vượt qua nó bằng tất cả những cái nhiệt huyết, đam mê, sự chăm chỉ, sự tỉ mẩn của mình ấy. Các bạn sẽ vượt qua được cái giai đoạn này để đạt được những cái điều tốt hơn. Mình cũng nhận thấy ở đây rằng là các bạn tụ hai cũng được kết nối với những nguồn năng lượng cao ở trong vũ trụ. Đó là những người thầy của các bạn. Có thể là những người thầy đấy đã xuất hiện trong cuộc sống của bạn rồi, hoặc không ấy, thì có thể là bạn kết nối với họ qua cái thế giới tâm linh, qua cái trực giác. Họ liên tục gửi những cái chỉ dẫn đến cho các bạn. Có thể là thông qua những cái các bạn tình cờ đọc được ở trong sách báo, hoặc là những cái video các bạn xem được trên YouTube, hoặc là những cái ý tưởng, cảm xúc mà nó chợt lóe lên ở trong đầu bạn ấy. Tất cả những cái đội ngũ tinh thần này kết nối với các bạn ấy, sisterhood của các bạn ấy, họ đang kết nối cho các bạn rất nhiều cái thông điệp và sự chỉ dẫn ở đây. Họ là những người thầy trong cuộc sống của các bạn. Nếu các bạn chịu khó dành thời gian để mà kết nối lại với chính mình, lắng nghe cái trực giác, cái tiếng nói từ bên trong mình ấy, các bạn cũng sẽ nhận được rất nhiều những cái sự chỉ dẫn trong cái hành trình này của các bạn. Với tụ hai nhá, mình cảm thấy vũ trụ đang rất là khích lệ các bạn luôn ấy. Có thể là vũ trụ nhìn thấy được ở hiện tại các bạn vừa mới trải qua một cái hoàn cảnh nào đó khó khăn và các bạn vẫn còn buồn, các bạn vẫn còn lưu luyến ở đây. Các bạn đã thay đổi rồi, dũng cảm thay đổi rồi, nhưng còn một chút những cái vương vấn ở đây ấy. Cho nên vũ trụ khích lệ các bạn tụ hai rất nhiều. Không chỉ nói là yes đâu, không chỉ nói là đúng rồi đâu, mà còn nói rằng là you are awesome. Các bạn rất là tuyệt vời. Các bạn có những giá trị của riêng mình đấy, các bạn có những mối quan hệ rất là tốt đẹp trong cuộc sống đấy. Và một trong những mối quan hệ tốt đẹp đó chính là mối quan hệ với chính bản thân bạn. Hãy xây dựng nó đi, hãy củng cố nó, hãy làm mạnh nó hơn. Hãy khích lệ chính bản thân mình. Đấy, hãy làm tất cả mọi thứ để mà tỏa sáng tất cả những cái vẻ đẹp ở bên trong bạn. Bạn không cần phải tìm kiếm vẻ đẹp đâu cả. Chính bạn có những cái giá trị rất là tuyệt vời. Nhiệm vụ của bạn là hãy khai mở ra nó, hãy khám phá và phát huy nó đi. Sắp tới nhá, có những cái hành trình mới này, Adventure Awaits. Có rất nhiều những hành trình mới đang chờ đón các bạn ấy. Đây sẽ là một cái hành trình dài đấy, với rất nhiều những cái điều bất ngờ và thú vị đấy. Có thể ở hiện tại các bạn chưa nhận ra được đâu, các bạn không thể tưởng tượng được ra là sắp tới sẽ có điều gì đến với các bạn đâu. Nhưng mà các bạn hãy cứ bước đi đi, chậm rãi bước đi, khoan thai cảm nhận mọi thứ, miễn là dấn thân về phía trước. Các bạn khi mà các bạn bước đi ấy, các bạn sẽ bắt đầu đón nhận được rất nhiều những cái điều mới mẻ, thú vị mà vũ trụ sắp xếp mang đến cho các bạn. Hoặc nếu như ở hiện tại các bạn cảm thấy mệt mỏi sau cái hành trình lột xác vừa rồi ấy, và các bạn cần có một số cái thời gian nghỉ ngơi để mà nạp lại năng lượng ấy, thì các bạn cũng được khuyến khích là hãy gọi là xách ba lô lên và đi. Dành cho mình một cái không gian riêng, một cái phương trời mới đi. Đến một cái vùng đất nào đó mới để mà nạp lại năng lượng,
có thể là đi cùng bạn bè có một cái kỳ nghỉ nào đó chẳng hạn. Rất có thể là trong cái chuyến hành trình đó các bạn sẽ quen biết được với rất nhiều người bạn mới và gặp được những cái cơ hội mới trong cuộc sống các bạn. Mọi thứ thú vị đang chờ đón các bạn tụ hai. Cho nên là hãy vững tin vào chính bản thân mình nha, vững tin vào cuộc sống này. Các bạn vượt qua một cái quãng thời gian khó khăn, nhưng mà sau đó mọi thứ nó đang dần tốt hơn. Và cái hành trình tiếp theo ấy, nó rất là xứng đáng để các bạn có thể là mạnh dạn bước vào cái hành trình đó. Vũ trụ đang ủng hộ cho các bạn. Ok, thì đó chính là năng lượng của các bạn tụ hai. Cảm ơn các bạn tụ hai rất là nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba chọn cuốn sách Chữa lành ánh sáng bản thể. Đây là một cuốn sách viết về trường năng lượng con người, hệ thống luân xa ở trong cơ thể và cái cách để mà chúng ta chữa lành cho những cái tổn thương ở bên trong mình bằng cách là giải phóng những cái năng lượng bị tắc nghẽn và chữa lành những cái luân xa ở trong cơ thể của mình ấy. Các bạn nào muốn quan tâm tìm hiểu vấn đề này thì các bạn cũng có thể tìm đọc ba cuốn sách. Đây chỉ là một trong ba cuốn sách về nói về cái chủ đề này của tác giả Barbara Ann Brennan thôi. Đấy, các bạn có thể tìm đọc nha. Tuy nhiên thì cái cuốn sách này ấy, nó sẽ hơi khó đọc một chút với những ai mà chưa có những cái hiểu biết sơ qua, hiểu biết nền về trường năng lượng cũng như là về cái hệ thống luân xa trong cơ thể con người ấy. Cho nên là các bạn nên tìm hiểu qua trước khi mà các bạn đọc cái cuốn sách này. Thì ok, chúng ta sẽ đến với tụ bài số 3. Đây là trải bài chung cho nên là chúng ta hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nha. Chỉ đón nhận những thứ mà nó liên quan đến bản thân mình thôi. Còn cái nào mà không liên quan ấy, thì có thể đó sẽ là năng lượng của một người khác. Ok, kết nối với các bạn tụ ba. Các bạn đang đi đúng đường chưa? Các bạn có Nine of Cups. Các bạn có The Hangman. Các bạn đã đi đúng đường chưa? Các bạn có 10 ly. Page of Pentacles. Các bạn có 7 kiếm. Các bạn tụ 3, các bạn đã đi đúng đường chưa? Hành trình này sẽ dẫn các bạn tụ 3 đến đâu? Ok. Với các bạn tụ 3 ấy, thì mình thấy rằng là ở hiện tại ấy, cái năng lượng của các bạn ấy, nó có vẻ là khá là cao. Có thể các bạn vừa mới trải qua một vài những cái trải nghiệm, những cái sự kiện trong cuộc sống, thậm chí là một vài những cái biến cố và khó khăn đi, và nó khiến cho cái quan điểm, cái cách mà các bạn nhìn nhận thế giới, nhìn nhận mọi sự việc, sự vật xung quanh ấy, nó đã thay đổi rất là nhiều. Các bạn đã buông bỏ được những cái sự cố chấp, những cái sự kiểm soát trước kia của bản thân để mà chấp nhận sống xuôi theo cái cuộc sống này. Các bạn cảm thấy vui vẻ, mở lòng đón nhận tất cả những cái gì mà cuộc sống mang đến cho chính mình. Và khi đó ấy, thì các bạn, cái cách mà các bạn nhìn nhận mọi thứ nó khác đi. Các bạn cảm giác như là được khai sáng, được giác ngộ ấy. Nó không đến cái mức là giác ngộ theo cái kiểu là cao siêu về mặt tâm linh tinh thần, nhưng mình thấy ở đây là cái cách mà các bạn nhìn nhận mọi vấn đề nó đã tốt hơn trước rất nhiều, nó đã phóng khoáng, nó đã thoải mái, cởi mở hơn trước rất nhiều rồi. Cho nên là có thể ở hiện tại các bạn không còn quá là bận tâm đến cách mà mọi người xung quanh nhìn nhận về mình nữa, hoặc các bạn cũng không còn để cho những cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái rào cản trong cuộc sống nó tác động quá là nhiều đến bản thân. Còn nếu như mà ở hiện tại ấy, bạn nào trong tụ ba này mà chưa có được những cái năng lượng đấy thì các bạn đang được kêu gọi để làm cái điều đó. Các bạn hãy thay đổi góc nhìn đi. Những cái tình huống khó khăn, những cái tình huống trái ý nó xảy đến với các bạn ấy, nó chỉ là những cái trải nghiệm để các bạn có thể học những cái bài học và trưởng thành hơn, trở thành những cái phiên bản tốt hơn thôi. Ẩn trong những cái khó khăn luôn có những cái cơ hội nhá. Ẩn trong những cái khó khăn, những cái thử thách trong cuộc sống các bạn ấy luôn chứa đựng những cái cơ hội. Và những cái cơ hội này ấy, nó mang tới cho các bạn cả những cái sự đầy đủ về mặt vật chất lẫn tinh thần cơ, những cả những cái trải nghiệm mới trong cuộc sống nữa. Cho nên là chỉ cần các bạn thay đổi cách nhìn nhận đi. Đấy, chúng ta nhìn nhận một cái bức tranh toàn cảnh hơn, chúng ta nhìn nhận mọi thứ theo cái hướng tích cực hơn, chúng ta nhìn vào cái mặt sáng, cái mặt tốt của vấn đề. Đó, thì khi đó ấy, chúng ta sẽ tự thoát ra được, giúp cho mình thoát ra được khỏi những cái xung đột, những cái mâu thuẫn, những cái bế tắc ở trong suy nghĩ, trong cảm xúc, và chúng ta sẽ nhìn ra được những cái cơ hội ở ngay trong những cái khó khăn và thách thức, thậm chí cả với những cái mất mát ở trong cuộc sống nhá. Khi mà các bạn thay đổi góc nhìn đi thì các bạn sẽ thấy rằng là cái sự mất mát ấy, nó là cái điểm khởi đầu cho những cái thứ mới hơn, những cái thứ tốt hơn, phù hợp hơn nó sẽ tới với mình trong tương lai. Cho nên là
Cái điều mà các bạn tụ ba đang được kêu gọi ở đây ấy, là hãy thử thay đổi góc nhìn. Chúng ta hãy buông bỏ cái sự kiểm soát, buông bỏ cái sự cố chấp. Nếu như từ trước tới nay các bạn đang cố gắng kiểm soát một cái tình huống nào đó, kiểm soát một mối quan hệ, kiểm soát những người xung quanh, kiểm soát công việc, kiểm soát chính bản thân mình, tức là các bạn tạo ra quá nhiều áp lực cho bản thân và muốn rằng là mình phải như thế này, mình phải như thế kia, thì đã đến lúc mà các bạn nên buông bỏ sự kiểm soát, thả lỏng mọi thứ, xuôi theo tự nhiên, cởi mở đón nhận tất cả những gì mà cuộc sống mang đến cho mình. Bởi vì ấy, không có một cái điều gì trong cuộc sống này là ngẫu nhiên cả. Những điều nó đến với bạn, nó đều có cái ý nghĩa của nó. Vũ trụ muốn bạn học một cái điều gì đó thì vũ trụ mới mang đến cho bạn cái trải nghiệm tình huống tương tự như vậy. Cho nên là nếu như bạn nào ở hiện tại còn đang gặp phải những cái bối rối, những cái mâu thuẫn, những cái bế tắc, hay là đang cố gắng kiểm soát một cái tình huống nào đó và nó khiến cho các bạn cảm thấy thất vọng, khó chịu ấy, thì đã đến lúc mà các bạn nên buông xuôi cái sự kiểm soát đó và sống thuận theo hoàn cảnh, sống thuận theo tự nhiên, thuận theo cuộc sống. Các bạn sẽ được khai sáng, các bạn sẽ được sáng tỏ ra rất nhiều điều, hiểu ra được rất nhiều bản chất của cuộc sống, và từ đó ấy, các bạn sẽ đón nhận được rất nhiều những cái cơ hội đến với bạn trong tương lai. Mình thấy sắp tới đây nhá, có thể các bạn sẽ gặp được một người mà họ trao cho các bạn những cái tình cảm khiến cho các bạn rất là vui vẻ và thoải mái. Cái người đó ấy, họ mang năng lượng của Nine of Cups, tức là một người mà rất giàu cái tính sáng tạo, cái tính nghệ thuật. Họ có thể là một người mà yêu thích nghệ thuật hoặc là một người làm trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo. Họ đến với bạn, họ chủ động trao cái tình cảm cho các bạn. Họ dành cho các bạn những cái sự quan tâm, những cái sự lãng mạn vui vẻ, và họ sẽ giúp cho cái tâm hồn các bạn ấy nó được tươi vui, nó được thắp sáng, nó được ấm áp trở lại, được sưởi ấm ấy. Hoặc nếu đây chính là năng lượng của các bạn là những người mà lãng mạn, có cái khiếu nghệ sĩ ở trong người ấy, thì mình thấy là năng lượng hiện sắp tới của các bạn sẽ rất là tốt, sẽ có những cơ hội đến để cho các bạn có thể là phát triển cái khả năng đó của các bạn. Và các bạn cũng đang được kêu gọi là hãy giải phóng cái sự sáng tạo bên trong mình, bất kỳ những cái ý tưởng nào các bạn đang ấp ủ ở cái thời điểm hiện tại này, dù cho nó hơi khác người một chút đi, thì cũng đừng ngần ngại, đừng ngần ngại, đừng thu nhỏ ánh sáng của mình lại để có thể giống với người khác, mà hãy mạnh mẽ, tự tin, mạnh dạn sống đúng với những cái ý tưởng, những cái sự sáng tạo của bản thân mình. Bởi vì sắp tới mình thấy rằng là khi mà các bạn tự tin thể hiện cái sự sáng tạo, cái phong cách riêng của chính mình ấy, dù cho nó có hơi lãng mạn, nó hơi nghệ sĩ một tí chẳng hạn, thì các bạn cũng sẽ nhận được rất nhiều những cái cơ hội tốt để mà phát triển cái điều đấy. Mình cảm nhận được là các bạn sẽ gặt hái được một cái thành quả gì đấy mà nó mang tính chất là bền vững và lâu dài ấy. Các bạn sẽ cảm thấy rất là thoải mái, thỏa mãn, vui vẻ, vui mừng ở đây, có cái sự ăn mừng ở đây với gia đình, với những người thân yêu. Cảm xúc của các bạn rất là tươi vui trong thời gian tới nhá. Cho nên là để mà nói rằng là các bạn tụ ba đã đi đúng đường hay chưa ấy, thì mình thấy rằng nếu như ở hiện tại bạn đã học được cái cách là giải phóng tất cả sự cố chấp, sống xuôi theo cuộc sống này và nhìn nhận mọi thứ với một cái góc độ nó khác đi ấy, thì có thể là các bạn đã đi đúng hướng rồi đấy. Các bạn đang được khích lệ để làm điều đó mà. Còn nếu như ở hiện tại các bạn chưa phải là cái năng lượng như vậy, các bạn vẫn còn đang cố gắng kiểm soát cuộc sống của mình, các bạn còn đang kìm hãm những cái sự sáng tạo, những cái ý tưởng riêng của bản thân mình vì sợ rằng là mình khác người, vì sợ những cái sự đàm tiếu đánh giá từ người khác ấy, thì các bạn đang được kêu gọi là hãy làm cái điều đó đi. Các bạn hãy giải phóng tất cả những cái nỗi sợ đó đi và sống đúng với những cái ý tưởng, những cái giá trị riêng của bản thân mình đi, thì sắp tới các bạn sẽ nhận được rất nhiều cái cơ hội mới này. Cái lá Page of Pentacles này ấy, nó thể hiện là một cái cơ hội mới mang lại cho bạn những cái sự vui vẻ, những cái sự sung túc, những cái sự đủ đầy trong cuộc sống, và là một cái hành trình mới mà ở đó các bạn sẽ được học hỏi, được khai sáng rất là nhiều. Các bạn như là cái tâm hồn của một cậu bé ấy, một đứa trẻ ấy, khi mà các bạn bước vào cái hành trình sắp tới ấy, các bạn sẽ rất là thích thú, các bạn sẽ muốn học hỏi rất là nhiều. Cho nên đó là một cái hành trình rất là tốt với nhiều những cái thứ mới lạ, thú vị, hứa hẹn đang chờ đợi các bạn. Hãy dùng cái tâm thế của một cậu bé, một đứa trẻ trước cái cuộc sống này này, cởi mở đón nhận tất cả những gì mà cuộc sống mang tới và học tập từ nó, trải nghiệm với nó đi. Các bạn càng học hỏi nhiều, các bạn càng cởi mở đầu óc và đón nhận mọi thứ mà cuộc sống mang lại các bạn ấy, thì các bạn sẽ càng đạt được những cái thứ tốt đẹp trong cuộc sống này. Mình thấy rằng ấy, cái hành trình của các bạn tụ ba nó sẽ rất là dài nhá. Có không phải là cái kiểu mà
tôi học xong một cái bài học này là xong đâu. Các bạn như là một cái bông hoa hồng mà nó không bao giờ ngừng nở ấy. Bông hoa hồng mà nó sẽ liên tục nở, mãi mãi nở. Tức là cái hành trình này của các bạn nó rất là dài, nó sẽ không bao giờ dừng lại ấy. Các bạn sẽ liên tiếp được tiếp cận với những trải nghiệm mới, liên tiếp được học những cái bài học mới. Để làm gì? Cái điều này là để cho bạn, chứ không phải là để chống đối bạn đâu, không phải là để cố tình gây khó dễ cho bạn đâu, mà tất cả những cái tình huống, những cái sự kiện nó liên tiếp tới với cuộc sống của các bạn ấy, nó chính là để phục vụ cho cái hành trình phát triển về cả mặt nhận thức lẫn tinh thần lẫn tâm linh các bạn. Qua mỗi một cái hành trình, mỗi một cái trải nghiệm ấy, các bạn sẽ như kiểu là được lột xác này, các bạn sẽ được phát triển hơn rất nhiều về mặt nhận thức, về mặt tinh thần, tình cảm, tâm linh của mình. Các bạn sẽ trở thành một cái phiên bản ngày càng đẹp hơn, ngày càng hoàn thiện hơn, ngày càng thu hút hơn. Và khi mà các bạn ngày càng thu hút hơn thì sao? Thì tất yếu là những cái điều tốt đẹp nó sẽ được cuốn hút lại, thu hút lại trong cuộc sống của các bạn. Đó, cho nên là đừng đóng cửa lòng mình nhá, đừng chống lại những gì mà cuộc sống mang tới. Hãy vui vẻ mở lòng ra đón nhận tất cả mọi thứ đến với mình ấy, bởi vì đó chính là hành trình của các bạn, hành trình mà vũ trụ đang sắp xếp cho các bạn để các bạn có thể trở thành những cái phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình. Đây này, unbound, releasing soul patterns, contracts and past life. Dù cho quá khứ của các bạn như thế nào, dù cho các bạn có những cái nghiệp quả gì, những cái nhân gì các bạn đã gieo, hay là những cái vòng lặp gì trong cuộc sống của các bạn, những cái mà nó tạo thành cái quan điểm, cái định kiến, những cái mà nó ràng buộc các bạn trong cuộc sống, nó kìm hãm cái sự phát triển của các bạn ấy. Ví dụ như là các bạn không tự tin vào bản thân mình này, các bạn có những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân, hoặc là các bạn nhìn nhận cuộc sống này một cách bi quan chẳng hạn ấy, thì đó, tất cả những thứ đấy ấy, nó là những cái giới hạn mà qua nhiều cái kiếp sống ấy, nó nằm sâu ở trong tiềm thức của các bạn và nó giới hạn các bạn lại, nó kìm hãm cái sự phát triển của các bạn. Thì đây, đã đến lúc mà các bạn cần phải giải phóng tất cả những cái giới hạn đó rồi. Nó chỉ là những cái giới hạn bị lập trình vào trong tiềm thức thôi, chứ nó không phải là sự thật. Và vũ trụ đang kêu gọi các bạn tụ ba rằng là hãy giải phóng đi, hãy buông bỏ tất cả những cái niềm tin tiêu cực đó đi. Đã đến lúc các bạn tự tin vào chính mình rồi. Hãy nhìn vào những cái mặt tươi sáng của cuộc sống, nhìn vào những cái mà bạn đang có này này, những cái giá trị mà bạn đang sở hữu này, kể cả vẻ ngoài, kể cả sức khỏe, kể cả sự nghiệp, gia đình, công việc, tài chính, các mối quan hệ của các bạn. Hãy nhìn vào cái mặt tốt, mặt tích cực, mặt đủ đầy của nó, để mà phát huy hơn nữa, để mà tỏa sáng hơn nữa trong cái hành trình này. Đừng nhìn vào mặt tiêu cực nữa. Đừng để những cái niềm tin tiêu cực, niềm tin sai lầm nó khống chế, nó kìm hãm các bạn nữa. Đã đến lúc mà giải phóng ra rồi. Nếu trong thời gian này ấy, các bạn tụ hai có những cái cảm xúc khó chịu ở trong người, ví dụ thi thoảng các bạn cảm thấy bất ổn, bất an, cảm thấy bồn chồn, lo lắng chẳng hạn ấy, thì đó chính là những cái tín hiệu, những cái mà cơ thể và tâm hồn của các bạn nó đang cố gắng giao tiếp cho các bạn. Tất cả những cái bất ổn, những cái cảm xúc khó chịu, không thoải mái nó đến với cuộc sống của chúng ta ấy, nó cũng không phải là ngẫu nhiên, mà nó đều có cái ý nghĩa của nó. Nó chính là cái cách mà tiềm thức, cơ thể của các bạn đang cố gắng kết nối và báo cho các bạn biết rằng là có một số chỗ nó chưa ổn mà nó cần điều chỉnh. Có thể các bạn đang ở trong một hoàn cảnh không tốt, ở trong một mối quan hệ không tốt, ở trong một cái môi trường làm việc, môi trường sống không tốt chẳng hạn. Thì tất cả những cái sự khó chịu, bí bách, bất ổn, bất an ở bên trong các bạn ấy, nó chính là cái tiếng nói của trực giác báo cho bạn biết rằng là đã đến lúc cần phải điều chỉnh, cần phải thay đổi một cái gì đó trong cuộc sống. Cho nên trong thời gian này ấy, hãy chú ý lắng nghe cơ thể của mình hơn nhá, lắng nghe những cái cảm xúc phát ra từ bên trong mình ấy. Đó, it's time to rise. Đã đến lúc cho các bạn tụ hai giải phóng tất cả những gì kìm hãm các bạn rồi. It's time to rise. Đã đến lúc các bạn bay lên như cái cô gái ở trong bức hình này này. Hãy cầm lấy cái trái bóng bay hình trái tim này, tức là sao? Hãy kết nối lại với cái trực giác của các bạn, lắng nghe tiếng nói ở bên trong trái tim của các bạn ấy. Các bạn thích điều gì, các bạn muốn gì, các bạn mong chờ điều gì là phù hợp nhất với các bạn. Cái hành trình này của các bạn ấy, nó đúng hay không ấy, là tự các bạn lắng nghe cái tiếng nói ở bên trong các bạn để biết được cái câu trả lời. Bởi vì thực ra ở bên trong các bạn tụ ba ấy, nó đã có hết tất cả câu trả lời rồi. Chỉ cần các bạn kết nối lại thôi. Đây này, lắng nghe
lắng nghe những cái cảm xúc của bạn đi, lắng nghe những cái sự bất an, bất ổn ở bên trong của bạn ấy, và giải phóng tất cả những cái nỗi lo sợ, tất cả những cái suy nghĩ và tất cả những cái quan điểm tiêu cực trước nay nó vẫn đang bủa vây lấy bạn, thì khi đó các bạn sẽ bay lên được. Đó, các bạn sẽ biết được đâu là con đường đúng nhất dành cho bản thân mình, và chỉ cần các bạn đi theo nó thôi. Đấy, loại bỏ hết tất cả những suy nghĩ và niềm tin giới hạn, bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân, các bạn sẽ được tỏa sáng, các bạn sẽ được bay lên. Và đó là lúc mà các bạn cởi mở nhất để mà đón nhận tất cả những cái điều mà vũ trụ mang đến. Đấy, cái cánh hoa hồng, cái bông hồng không bao giờ ngừng nở, mà cuộc đời sẽ mang đến cho các bạn liên tiếp những cái trải nghiệm thú vị, mới lạ, để các bạn có thể học hỏi và phát triển bản thân mình. Với tụ ba ấy, thì mình chỉ có một số những cái lưu ý là có thể ở trong hành trình này thì các bạn cũng nên cẩn thận một chút, bởi vì đâu đó ở trong những cái mối quan hệ của các bạn ấy, có thể có một ai đó mà họ mang cái năng lượng không được tích cực cho lắm, và có thể là họ ghen tị và đố kỵ với các bạn đi, đố kỵ với cái năng lượng của các bạn, đố kỵ với những cái thành công của các bạn, đố kỵ với cái sự cuốn hút của các bạn. Không hiểu sao nhưng mà mình thấy ở tụ ba nhá, các bạn là những người rất là cuốn hút trong cuộc sống ấy. Có thể là bạn xinh đẹp về ngoại hình, còn nếu không ấy thì các bạn cũng có một cái phong cách sống rất là cuốn hút. Mình cảm thấy như vậy, cho nên là có thể trong cuộc sống sẽ có những người mà họ không thoải mái lắm, họ đố kỵ với các bạn chẳng hạn, thì có thể họ sẽ lén lút làm một cái điều gì đó ở sau lưng các bạn, có thể là nói xấu gièm pha thôi. Thì mình thấy rằng là các bạn cũng nên cẩn trọng một chút, đừng để bản thân bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những cái nguồn năng lượng không đáng đó, và cũng tránh không để bản thân dây dưa vào những cái chuyện thị phi không cần thiết. Ở đây thì mình thấy rằng là sẽ không có ai làm cái gì quá là tồi tệ hay là xấu các bạn đâu. Họa chăng thì có thể là họ sẽ gièm pha thôi, nhưng mà chúng ta không cần thiết phải quan tâm đến những cái điều đó, đúng không? Mình vẫn cứ bước đi trên hành trình của mình thôi. Còn ai nói như thế nào thì mặc kệ họ thôi. Bởi vì miễn là mình biết được cái hành trình này là đúng với mình và không làm tổn hại đến người khác là được. Đó. Nếu như ở hiện tại nhá, cái không gian sống của các bạn tụ ba nó đang chưa được gọn gàng, sạch sẽ cho lắm chẳng hạn ấy, thì vũ trụ cũng đang gửi đến các bạn một cái lời khuyên khá là dễ thương ấy, rằng là hãy sắp xếp lại cái không gian sống của chính mình nhá. Hãy dọn dẹp lại một chút này, những cái đồ đạc gì mà không còn cần dùng nữa ấy, thì có thể là hãy cho đi, hãy quyên góp đi, hoặc là cho ai đó đi. Hoặc là các bạn nên dọn dẹp lại cái tâm trí của bản thân ấy. Nếu như ở hiện tại ấy, các bạn còn đang cố kiểm soát hay chống đối lại một cái tình huống nào đó, các bạn đang cảm thấy bất an, bất ổn ở đây này, đấy thì các bạn hãy nghỉ ngơi, thư giãn, cân bằng lại, dọn dẹp lại cái tâm trí của mình nhá. Đấy là cái điều mà vũ trụ đang muốn nhắn nhủ từ các bạn tụ hai. Mình thấy rằng ấy, à sorry các bạn tụ ba, không hiểu sao mình cứ hay nhầm tụ ba với tụ hai ghê á. Thì mình thấy rằng các bạn tụ ba ấy, cái năng lượng của các bạn rất là tốt. Chẳng qua là có thể nếu như ở hiện tại các bạn còn đang chưa nhận ra được cái điều đó ở bản thân ấy. Các bạn chưa nhận ra được là cái hành trình này của tôi để làm gì, liệu tôi có đi đúng đường hay chưa ấy. Các bạn còn đang những cái bất an, có những cái bất an trong cảm xúc này, hoặc là đang cố gắng kiểm soát một cái tình huống nào đó và chưa xuôi theo cái dòng chảy cuộc sống khiến cho các bạn cảm thấy bị bế tắc ấy. Thì hãy thay đổi đi, hãy giải phóng đi, giải phóng nỗi sợ, lắng nghe những cái cảm xúc bất an ở bên trong mình, chấp nhận tất cả mọi thứ đến với mình như là những cái trải nghiệm để học hỏi này, và nhìn nhận mọi thứ với cái con mắt nó cởi mở hơn, với một cái góc nhìn khác đi. Đó, đồng thời hiểu rằng là hành trình này của các bạn nó sẽ là một hành trình dài nhá, nó sẽ là một hành trình rất là nhiều thứ mới mẻ đấy. Đó, cho nên là hãy cứ sẵn sàng, hãy cứ mở rộng trái tim, mở rộng tâm hồn để đón nhận tất cả những cái điều thú vị mới mẻ sẽ đến với các bạn trong tương lai. Thì sau cùng một cái hành trình này ấy, mình thấy sẽ là những cái kết thúc rất là viên mãn, happy ending sẽ đến với các bạn tụ ba thôi. Ok, cho nên là cứ yên tâm, vững bước có bước đi trên hành trình này của bạn nha. Thì ok, đó chính là trải bài ngày hôm nay của mình. Rất mong rằng cái video này sẽ mang đến cho các bạn những cái thông điệp, những cái chỉ dẫn hữu ích, giúp cho các bạn có thể bước vào một cái hành trình mới, đi trên cái hành trình các bạn một cách tốt đẹp và suôn sẻ nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mình. Nếu các bạn quan tâm đến chủ đề về tu tập, chữa lành, phát triển bản thân, chiêm tinh tarot thì hãy đăng ký kênh và để lại bình luận cho mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.